nay mình sẽ review cho mọi người căn món hấp này. Ok, hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một cái căn bên mình là full nội thất nha. Thì đầu tiên đây là phòng khách nè. Phòng khách thì mình sẽ giới thiệu sơ lược về phòng khách nha. Thì phòng khách đây là có một cái tủ bếp. Tủ bếp thì cái tông dưới mình làm màu xám nha, màu xám. Mặt trên này là đá nè, mặt trên này là đá, đá tự nhiên. Thì đây là căn hộ Urban Hill, phố Mỹ Hưng. Ở đây là học tủ lạnh này, thì mình đã làm sẵn học rồi, thì chủ nhà người ta chỉ việc mua máy lạnh cho thôi. Ở trên thì mình sử dụng cái tủ trên màu trắng, kết hợp với cái khung gỗ này. Đó. Thì đây là cái căn hộ mà mình thiết kế và thi công. Thì sơ đồ phòng khách ở ngoài phía đây là phòng ăn. Mình có cái trang trí cái đèn, nhỏ nhỏ nhìn dễ thương. Thì cặp phòng ăn nó sẽ có một cái tủ giày, đây. Thì xong cái phòng ăn thì mình sẽ qua cái phòng khách. Thì đây phòng khách mọi người. Ở đây thì nó có một cái sofa, rồi tiếp theo là rèm cửa, và đặc biệt ở phòng ăn mình cũng có trang trí cái đèn đơn giản và nó rất là hiện đại. Thì đối diện là vách tivi. Thì cái nội thất này mình giao thế này thôi, còn chủ nhà thì người ta sẽ về, người ta sẽ mua sắm ví dụ như tivi, những cái vật dụng thêm, mình sẽ giao cơ bản về phần này thôi. Ok, đây đầu bên mình nè, đây nó sẽ có một cái hộc kéo, này nó cũng có một cái hộc kéo này. Rồi vị trí này thì mình có thể trang trí những vật dụng. Ok, đó là sơ đồ phòng khách. Thì phòng khách rất là rộng rãi nè. Ở vị trí này thì sẽ có cái bàn ăn này, vị trí này sẽ có cái bàn ăn nha. Còn giấy dán tường thì ở đây mình nhắn giấy dán tường màu hồng. Còn lại thì bên đây là một cái mảng màu hoa văn, nó dạng như là lập thể tí xíu đó. Cho mọi người có thể nhìn thêm xem đó. Rất là đẹp. Có đối diện thì mình cũng cho nó cùng cái tông màu hoa văn này. Thì cái căn hộ này nó bao gồm có 3 phòng ngủ. Đây là lối đi vô này. Thì tổng diện tích căn hộ này nó là 103m2 nè. Căn hộ rất là lớn. Thì bây giờ mình sẽ đi vô sơ lược từng phòng nha. Ở đây thì nó có một cái phòng nhỏ này. Nào, cái phòng này thì nó là phòng kho nha. Kho nha mọi người. Ở đây mình sử dụng cái đèn là 3 chế độ màu nha. Đó, mọi người có thể thấy. Thì ở đây mình chủ nhà cũng làm một cái tủ áo. Thì cái công dụng của cái tủ áo này thì nó như thế này. Đáng lẽ đây là cái phòng kho, nhưng mà mình thiết kế cái tủ này vào để cho cái diện tích của cái phòng ngủ bên đây. Ok, đây là phòng ngủ 1. Nó bên đây sẽ không có tủ nha mọi người. Nó đây là rèm, mình làm rèm 2 lớp cho chủ nhà để chống nắng. Thì cái giường tủ ở đây mình cũng thiết kế cái tông giấy dán tường và cái đầu giường nó giống nhau nè. Thì mình chỉ làm phần nội thất này, còn về giường nệm hay là tủ thì chủ nhà sẽ mua sắm vào. Thì để cho cái phòng này nó rộng thì mình mới đưa cái dàn tủ nó qua đây. Đó, đưa dàn tủ qua cái phòng kho này, vì cái phòng kho này cho nó dễ. Và ở đây có một cái gương, mọi người có thể thấy đây là một cái gương, có nghĩa là trước khi mình đi ra khỏi nhà mình có thể soi gương trước. Ok, giống như mình đang qua dòng người nè, mình có thể soi gương trước khi đi ra khỏi nhà nha. Đây là phòng ngủ 1. Tiếp theo đây là nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh này thì mình không can thiệp vào, vì cái nhà vệ sinh này thì nó cũng có đầy đủ những chức năng, ví dụ như bồn tắm, vòi này kia thì của bên hệ thống tòa nhà họ làm sẵn rồi, mình không có can thiệp vào. Tiếp theo phòng ngủ 2 bên đây. Thì phòng ngủ 2 bên đây thì nó cũng đơn giản. Mình cũng làm một cái giường, một cái tủ và một cái bàn phẳng. Nó sẽ có một cái ghế đôn ở đây nè mọi người. Đó, mình có thể lấy ra mình ngồi. Ok.
cái trang điểm đó, một cái đồ bột da rất là đẹp. Thì ở đây nè, mình cũng có trang trí một cái giấy dán tường cho một cái màu xanh, màu xanh là nó cùng tông với cái tông đầu giường này. Mọi người thấy cái tông đầu giường không? Mình sẽ bọc nệm, thì cái tông này nó sẽ đi cùng với tông giấy dán tường, và cặp bên đây nó sẽ có cái tủ nhỏ. Cái tủ nhỏ để những cái đồ nghiêng vật dụng này kia thôi. Thì thì nó cũng có học đầy đủ. Một người ở thì thoải mái, một người để đồ thì ok, không thành vấn đề. Đây thì mình sẽ có hai ngăn này. Đó, hai ngăn như thế này. Ok, đó. Thì cái phòng ngủ bên đây thì nó đơn giản vậy thôi. Tổng quan lại là một cái giường, bộ rèm cửa và những cái giấy dán tường để mình trang trí với nhau. Thì nó cũng có một cái đầu giường. Còn riêng bên đây là phòng master. Ok, mình sẽ... đây là phòng master. Thì phòng master ở đây á, nó có một cái nhà vệ sinh, gọi là cái bồn tắm này, bồn tắm nằm này. Đó. Và nhà vệ sinh thì ở bên đây là của tòa nhà. Tòa nhà khi giao căn hộ thì người ta có luôn cho mình rồi. Thì khi mà vào phòng master này á, đây, ok, ở đây thì mình trang trí nó một cái tấm trang trí ở chỗ cái vách tivi đó. Thì cái này mình có sử dụng đèn led để hắt lên cho nhìn nó đẹp tí xíu. Thì ở đây mình có thể treo tivi hoặc là mình treo những cái gì trang trí cũng được, không sao. Tivi mình có thể để ngoài phòng khách. Thì ở đây mình cũng có trang trí một cái bàn trang điểm, một cái bàn trang điểm cho mấy chị em phụ nữ này. Thì cặp theo cái bàn trang điểm thì nó cũng có một cái rương. Còn rèm ở đây thì mình chọn cái màu xanh, màu xanh nó cũng hơi đậm, màu xanh dương đó. Thì để cho nó dịu lại căn phòng. Và cái đầu giường này thì mình cũng đi suốt bằng gỗ và có chạy đèn led, thì ban đêm lên rất là lung linh. Và cái vách này thì mình cũng nhắn một cái điểm nhắn giấy dán tường nha mọi người. Thứ hai thì mình có thể thiết kế là những cái lam sống hoặc là những cái vật liệu khác, nhưng mà chi phí nó sẽ cao hơn. Thì mình sẽ bọc bằng giấy dán tường thì nó sẽ đỡ chi phí hơn. Thì cảnh quan của phòng master mình thì cái phòng master nó rộng hơn. Ví dụ cái cửa sổ này mình sẽ cho một cái bộ màn gọi là cái màn cầu vồng này. Thì buổi chiều thì cái hướng này nó nắng rất là nhiều, thì mình sẽ đưa cái màn cầu vồng này lên. Thì cơ bản là cái màn cầu vồng này nó không chống nắng mấy, vì cái cửa sổ này chủ nhà người ta muốn cho nó thoáng, nên mình có thể làm cái bộ màn cầu vồng này nó không có cản bức sáng nhiều. Đó. Để trang trí ở cái cửa sổ này cho nó đỡ chiếm không gian nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ ở phòng master này, ở đây sẽ có một cái gương, có nghĩa là khi mà mình tắm ở trong nhà vệ sinh ra thì nó sẽ mình sẽ soi gương. Và ở đây có một cái phòng ngủ, có cái tủ của phòng ngủ master là ở dưới mình thiết kế để chống, để cho chị khách hàng có thể để những cái vali khi mình đi du lịch hoặc là mình để quần áo gì đó, mình có thể để được hai cái vali ở dưới đây, thì theo ý kiến của chị khách hàng. Thì ở dưới đây mình sẽ chống, còn ở trên đây thì mình làm hai cái khung để mà mình có thể để một cái vật dụng đồ hoặc là gì ở trên. Tiếp theo là mình có thể treo quần áo đó. Rất là tiện dụng. Thì phòng master nó sẽ là như vậy. Đây, bên đây thì nó sẽ có hai ngăn, mình có thể để đồ xiên, để những cái vật dụng khác nó thoải mái hơn. Ok, đó, mọi người có thể thấy. Ok, như là tổng quan phòng master thì nó rộng hơn, thì mình sẽ trang trí theo cái bố cục đơn giản. Và cái ý định của khách hàng á, thì bên mình sẽ design, sẽ thiết kế theo ý tưởng khách hàng và dựa theo cái sự tư vấn của bên mình kết hợp. Thì nó có một chút là thiết kế và một chút theo ý của khách hàng nữa, chứ không hoàn toàn trong thiết kế, không hoàn toàn theo thiết kế, không hoàn toàn theo cái ý kiến của kiến trúc sư, mà đây là những cái thiết kế bên mình đưa ra ý tưởng và kết hợp với chủ nhà để cho ra cái sản phẩm mà chủ nhà ưng ý. Thì ví dụ như những cái rèm vật liệu này kia này thì mình cũng làm cho chủ nhà chọn gói căn này.
Còn riêng về cái phần tủ cái phần giường thì bên mình hay sẽ làm những cái hộc như thế này. Nó không có làm cái thanh nhưng mà chúng ta làm những hộc, tất cả những cái này mọi người đều thấy hộc hết. Thì cái hộc này á, thứ nhất là công dụng của nó là cái giường chúng ta có thể để cái nệm lên nó im. Cái thứ hai nữa thì nó sẽ không có bị giống như là ọp ẹp nó. Và những cái ô này mọi người, nếu trường hợp mà chúng ta có cần để những cái đồ hay là gì á thì chúng ta cũng có thể dễ dàng để vật dụng nó tiện dụng hơn, nó sẽ tiện dụng hơn. Ok, thì tổng quan mình đã giới thiệu sơ về cái căn hộ 3 phòng ngủ thì bên mình làm ở đây đó, là phòng ngủ master, phòng ngủ 2 thì bao gồm mà mình cũng thiết kế đơn giản thôi. Những gì phần còn lại thì chủ nhà có thể trang trí vào thêm theo ý thích của chủ nhà, hoặc là ở đây thì theo mình biết là người ta làm để cho thuê cho khách nước ngoài thuê, thì mình sẽ làm cơ bản và đơn giản thế này để cho khách người ta thuê, người ta có thể là bổ sung thêm, làm thêm những cái vật liệu cho nó ổn hơn. Ok, đó là phòng ngủ 2. Đây là phòng ngủ 3, thì mỗi một phòng ngủ nó sẽ là một xì tai. Và đây là cái phòng phòng kho, nhưng mà mình khống chế mình làm lại cái căn hộ. Thì tổng quan đây, phía bên trái mình bước vào thì sẽ có tủ giày đó, cái tủ giày. Thì cái tông ở ngoài đây á, là mình sẽ cho cái tông màu xám, màu xám đậm nha. Thứ nhất là cho nó nhìn nó tổng quan, nó ở trên nó trắng, ở dưới thì nó xám, để cho nó đỡ dơ đó. Nó không có dơ, mình có thể dễ dàng lau chùi về vệ sinh. Thì tổng quan phòng khách thì cũng đơn giản, nó là vậy. Mình sẽ đặt bộ sofa, đây sẽ đặt bộ bàn ăn nữa. Ok, đó là những cái gì mà mình đã chia sẻ cho mọi người. Thì rất cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy hay có thể like hoặc là share video. Nếu mà có thắc mắc về cái phần thi công nội thất hoặc là tư vấn thiết kế thì có thể liên hệ với bên mình. Số điện thoại mình sẽ để dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Oh,